Thưa quý vị, từ trước đến nay thì Trung Quốc cố gắng tăng trưởng nền kinh tế thông qua xuất khẩu. Đôi khi cách cạnh tranh của các doanh nghiệp Trung Quốc khiến như các đối thủ ở châu Âu, châu Á và Mỹ không mấy hài lòng. Thế nhưng những vấn đề về sự mất cân bằng về kinh tế nội địa mới đáng lo ngại và buộc các nhà lãnh đạo nước này phải tái cấu trúc lại mô hình kinh tế vốn từng rất hiệu quả trong suốt một thập kỷ qua. Một chiến lược mới dành cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có lẽ đang được thành hình và hứa hẹn sẽ thay đổi mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước khác trên thế giới. Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu tuần này cho thấy Trung Quốc đang tạo lập một vị thế mới trong nền thương mại thế giới. Khi tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển đang chậm lại, tham vọng của Trung Quốc đang khiến các đối thủ của họ e ngại. Mới đây, phía Mỹ tỏ ra quan ngại trước tình trạng lấy cắp bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc. Đây có lẽ sẽ là vấn đề được đưa ra thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung vào thứ Sáu này. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung là sự kiện tiếp nối hàng loạt các tuyên bố của chính phủ Trung Quốc liên quan đến việc tự do hóa nền kinh tế, nới lỏng các quy định, chấp nhận sự tham gia của các yếu tố thị trường để thiết lập mức lãi suất và mức quy đổi ngoại tệ, cũng như khuyến khích sự cạnh tranh của các công ty tư nhân. Theo chuyên gia kinh tế Nicholas Lardy từ Học viện Kinh tế Peterson, kinh tế tư nhân khó mà phát triển nếu quyền sở hữu trí tuệ không được bảo vệ. Trong suốt ba thập kỷ qua, chính phủ Trung Quốc tập trung đầu tư vào các nhà máy ở ven biển, các thành phố hiện đại và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Cộng với việc phá giá đồng nhân dân tệ, các chính sách trên đã giúp thương mại Trung Quốc đạt thặng dư vượt bậc và thu về nhiều tỷ đô la ngoại tệ. Phần lớn số ngoại tệ đó, khoảng 1,3 ngàn tỷ đô la, Trung Quốc cho Mỹ vay và trở thành chủ nợ lớn nhất của nước này. Nhiều người lo ngại rằng một khi trở thành ngân hàng của Mỹ, Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các quyết sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng nếu cho Mỹ vay quá nhiều, Trung Quốc buộc phải giảm nguồn vốn phát triển trong nước, và nếu cạnh tranh từ Trung Quốc làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ, thì chính Trung Quốc cũng bị thiệt hại. Vì vậy, theo một báo cáo của Pentagon, nếu Trung Quốc muốn sử dụng các khoản vay dành cho Mỹ làm vũ khí ngoại giao và kinh tế, thì sẽ không tránh khỏi tình trạng gậy ông đập lưng ông. Do đó, Trung Quốc đã sử dụng phần lớn số tiền thặng dư từ hoạt động xuất khẩu của mình để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mở rộng các doanh nghiệp quốc doanh. Nhờ vào chính sách này, Trung Quốc đã đạt được mức tăng trưởng cao và trở thành đầu tàu kinh tế của cả thế giới. Nhưng kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bắt đầu chậm lại, nhu cầu tiêu dùng thu hẹp khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Sự phụ thuộc vào đầu tư nhà nước đã gây ra những hậu quả khôn lường đối với nền kinh tế Trung Quốc. Các dự án xây dựng nhà ở tràn lan đã tạo nên bong bóng bất động sản. Các gói hỗ trợ của nhà nước khiến chỉ số lạm phát đẩy giá lương thực lên cao, gây nên những bất ổn trong xã hội. Dòng vốn đầu tư được đổ vào xây dựng đường xá, sân bay và các nhà máy khiến nền kinh tế sản xuất nhiều hơn nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong khi đó, mức lương tăng và sự mạnh lên của đồng nhân dân tệ khiến Trung Quốc dần mất đi lợi thế cạnh tranh của mình. Giờ đây, chi tiêu công quá mức đã để lại cho Trung Quốc một món nợ lớn không thua gì các nền kinh tế phát triển như Mỹ và các nước châu Âu. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch ước tính nợ công của Trung Quốc có thể lên đến 75% GDP và không thua gì Mỹ. Để nền kinh tế trở nên bền vững hơn, chính phủ Trung Quốc đang thực hiện hàng loạt các biện pháp cải cách. Thay vì sử dụng nguồn vốn nhà nước để đầu tư thúc đẩy tăng trưởng, chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích đầu tư ở khu vực tư nhân và thúc đẩy tự do hóa thị trường. Triển vọng về một nền kinh tế thị trường sẽ thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân và khuyến khích chi tiêu. Dù vậy, việc thực hiện các cải cách sẽ không dễ dàng và cần sự đồng lòng trong nội bộ chính phủ Trung Quốc.